gia nghệ sĩ Anh Vũ khóc nức nở trước mộ phần con trai. Sáng 12 tháng 4, linh cữu Anh Vũ được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thẫn thờ đưa tiễn người em thân thương lần cuối. Nước mắt rơi tại lễ di quan đưa tiễn Anh Vũ về đất mẹ. Sáng sớm ngày 12 tháng 4, lễ di quan nghệ sĩ Anh Vũ đã diễn ra, rất đông nghệ sĩ, bạn bè và người dân đến đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thay mặt gia đình đến nghĩa trang đầu tiên, chị trao đổi kỹ lưỡng với ban quản lý nghĩa trang, kiểm tra lại huyệt mộ của anh Vũ trước khi xe tang tới. Bà bầu của sân khấu kịch lặng lẽ thẫn thờ khi nhìn huyệt mộ. Những ngày qua chị vất vả lo tổ chức lễ tang túc trực bên linh cữu đàn em. Hơn 7 giờ đoàn xe tang đã vào nghĩa trang Phúc Viên, người dân đổ xô chụp ảnh quay phim làm quang cảnh hỗn loạn, đoàn xe khó di chuyển. Theo ghi nhận của phóng viên, từ 7 giờ sáng, hàng trăm người dân ở quận 9 đã tập trung tại nghĩa trang Phúc Viên. Đa số cho biết đến xem vì muốn được nhìn thấy các nghệ sĩ nổi tiếng. Luân, Minh Nhí và Trịnh Kim Chi cầu nguyện trước mộ nghệ sĩ Anh Vũ. Minh Luân từng kể được Anh Vũ tận tình giúp đỡ khi mới đầu quân ở sân khấu kịch. Sau này cả hai có nhiều chuyến lưu diễn nước ngoài với nhau. Hình ảnh cha đầu bạc tiễn con đầu xanh trong tang lễ Anh Vũ làm mọi người xúc động. Trong lúc hạ huyệt, cha cố nghệ sĩ hài bật khóc nức nở. Trước đó, ông luôn giữ sự bình tĩnh để lo tang lễ và đón tiếp khách viếng. Gương mặt cha Anh Vũ hằn rõ nỗi đau xót mất con trai, ông được người thân an ủi trong giây phút hạ huyệt. Nghệ sĩ Minh Nhí oà khóc nức nở gọi tên Anh Vũ khi chứng kiến linh cữu được đưa xuống mộ phần. Trịnh Kim Chi, Minh Luân tay rải hoa, nước mắt tuôn rơi, tiễn biệt đàn anh mà họ yêu quý. Trong lúc tang gia bối rối, một số người đã trà trộn vào móc túi trộm đồ khách đến viếng. Đám đông hiếu kỳ và nhốn nháo khiến gia đình phải khó khăn lắm mới di chuyển được vào nơi chôn cất. Một số người trong gia đình còn bị mắc kẹt không thể chứng kiến giây phút đưa anh Vũ về nơi đất mẹ. Chị Tuyền, cháu gái của anh Vũ, nghẹn ngào khóc nức nở từ khi lễ di quan.